chị đang ngồi đợi Loan Nhi đây. Loan nó đi đi chơi. Thế là chị ngồi đợi Loan nối mi. Nối mi nối này, ừ nối đi còn gì nữa. Sao mai bé cũng còn gì. Em còn chưa thấy vali. Ồ, quên mất mình còn chưa có vali này. Chắc đi mượn ha. Đi du lịch không có tiền mua vali mà buồn lắm. Mượn ha. Hèn quá hèn luôn. Thôi hèn lắm đấy. Mà không biết mượn ai bây giờ. Mày thử hỏi xem nào, anh có không mượn luôn. Xin chào anh Cưỡi Ngựa Sen nha. Xin chào ế tôi xa. Chào mọi người. Chào mọi người ha. Chào Mimi. Ờ, Thủy ở Hưng Yên à. Đúng rồi, em ở Hưng Yên Thủy ạ. Chào bé Thảo. Bắc Linh chơi, Bắc Linh á. Trước em cũng hay thích chùa. Hôm nay đấy. Nhưng mà lâu lắm rồi, em đi chùa gì. Em chào anh Tuyên Phan, em cảm ơn anh Tuyên Phan ạ. Áo em bị nào lên chơi. Anh đi mà chị có so quần áo à? Tớ tớ